Kính chào anh em trên mọi miền Tổ quốc nhé. Thì hôm nay là mình sẽ gia công một cái cửa ở một cái cổng bằng sắt nhé mọi người nhé. Gia công một cái cổng bằng sắt để cho mọi người xem từ A đến Z mọi người nhé, để mọi người đón xem nhé. Mọi người xem nhớ, nếu hay thì nhớ like, share, comment ủng hộ mình nhé. Rồi, mình sẽ vào việc đây mọi người ạ.
Thank you.